Thân máy kim loại cao cấp chỉ nặng 467 gram và được thiết kế để người dùng thoải mái cầm nắm và sử dụng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, độ mỏng 7mm tôn lên dấu ấn thời trang thời thượng cho Galaxy Tab S6 Lite. Galaxy Tab S6 Lite sở hữu màn hình lớn 10,4 inch, thiết kế mỏng nhẹ, thời trang cùng khả năng hiển thị rực rỡ sắc nét. Tỷ lệ màn hình lớn 81,1% mang đến trải nghiệm xem phim chân thực. Galaxy Tab S6 Lite tích hợp công nghệ loa âm thanh vòm Dolby Atmos 3D được tinh chỉnh bởi AKG. Galaxy Tab S6 Lite được trang bị bút S Pen có kích thước tương đương bút viết thông thường. Nhờ thiết kế siêu nhẹ chỉ 7 gram, bút S Pen tạo cảm giác thoải mái trên tay để người dùng thuận tiện ghi chú mỗi ngày. Đầu bút 0,7mm có thể nhận biết 4096 mức cảm ứng lực và độ trễ được giảm đến tối thiểu 26mm, mang đến khả năng phát họa chính xác nhanh chóng. Với công nghệ cảm ứng điện, từ khi bút tương tác với màn hình, chiếc S Pen không cần sử dụng pin, không cần sạc, giúp thao tác liền mạch suốt thời gian sử dụng. Sau khi hoàn thành mọi tác vụ, thiết kế độc đáo với nam châm từ sẽ lưu giữ S Pen ngay bên cạnh phải thân máy, giúp người dùng không bỏ quên hoặc làm mất. Về cấu hình phần cứng, Galaxy Tab S6 Lite được trang bị con chip Exynos 9611, RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Viên pin của máy đi kèm có dung lượng khá lớn 7040mAh và có khả năng sạc nhanh 15W, chạy sẵn trên nền tảng One UI 2.0 với giao diện đặc trưng. Ngoài ra, máy còn được trang bị camera trước 8MP, camera sau 5MP, quay phim độ phân giải Full HD. Galaxy Tab S6 Lite hiện đã được mở bán trên toàn quốc với giá là 9.990.000 đồng.